Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm hoa tai sapphire đẹp. Hoa tai sapphire đẹp là sự kết hợp của vàng trắng 18K, đá chủ sapphire thiên nhiên và đá kết kim cương thiên nhiên với sự kết hợp hoàn hảo và độc đáo mang lại cho người đeo phong cách riêng, sang trọng, thời trang và nổi bật. Sản phẩm phù hợp với cả nam lẫn nữ, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu dáng trang phục và phong cách thời trang với đá quý sapphire và kim cương thiên nhiên đều là biểu tượng mang lại may mắn, tài lộc và bình an, càng tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Trang sức em và tôi với nhiều sản phẩm trang sức vàng, bạc, đá quý đa dạng, mẫu mã thời trang luôn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like và chia sẻ và ấn đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi gì, hãy để lại bình luận bên dưới hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo